Chào các bạn nha. Mình tổ chức lại event nha các bạn. Vì là lần đầu mình chơi cái game như thế này cho nên là nó có một sự thiếu sót ha. Mình quên là khi sáng mình làm là mình quên là ở bên đây nó cũng có số. Mình chỉ che ở bên đây thôi mà mình không che bên này, cho nên là có một số bạn đã nhìn thấy ở bên này và đã tham gia event ha, cũng có bạn đã nhắc nhở mình ha. Mình rất cảm ơn các bạn ha. Điều đó thì nó thật sự là không công bằng với những bạn mà không để ý ha. Cho nên bây giờ mình sẽ làm lại cái event ha, đón số ha. Như cũ ha, các bạn đón ba số cuối của tờ tiền này ha. Ba số cuối của tờ tiền này ha. Thì phần thưởng event sẽ là dễ nhất là cái ná bản đồ ha. Gỗ chắc chặt 5.5 ha. Dễ nhì sẽ là cây me chặt 8 ha. Kiểu dáng phi hổ ha, chặt 8. Dễ ba sẽ là cây hồng bì ha, chặt 7.5 ha. Phần thưởng sẽ là ba cây ná ha, cho các bạn may mắn ha. Tham gia may mắn thì sẽ được thưởng quà ha. Đó. Các bạn khi mà trúng thưởng thì không có tốn một phí gì hết ha. Đó, cho nên các bạn cứ việc tham gia vui vẻ ha. Nếu mà may mắn trúng thì mình có thêm một chút xíu niềm vui ha. Nếu như không trúng thì mình vẫn có thể tham gia những cái event sau nữa ha. Cho nên là không có gì phải buồn hết ha. Mình cũng xin nhắc lại với các bạn là luật chơi thì chúng ta cũng biết rồi ha. Mỗi người chỉ được quyền đón một lần thôi ha. Các bạn nào mà đón hai lần là coi như là vi phạm ha. Là cho dù có đón chúng thì mình cũng không có trao giải đâu ha. Đó, dự đoán ba số cuối của tờ tiền ha. Rồi các bạn bình luận bên dưới video ha. Thời gian tham gia event sẽ là bắt đầu các bạn đã xem được video này cho đến là kết thúc là ngày 10 nha. Ngày 10 tháng 4 ha. Kết thúc event sẽ là ngày 10 tháng 4 năm 2020 ha. Đó, những bạn nào mà may mắn trúng giải thì inbox cho mình ha, vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Ha, các bạn có 2 ngày để inbox cho mình để nhận phần quà của các bạn ha. Thì mình sẽ tranh thủ vào sáng thứ hai, tức là ngày 13, mình sẽ đi ship hàng cho các bạn ha. Mình sẽ làm luôn ship hàng cho các bạn có để mà sử dụng luôn ha. Đó là kết thúc event sẽ là ngày 10 nha các bạn. Các bạn nhớ giùm mình ha, ngày 10 tháng 4 ha, tức là nhằm ngày thứ 6, 12 giờ đêm thứ 6, tức là 24 giờ ha, là mình sẽ chốt bình luận của các bạn ha. Mình sẽ chốt dự đoán ha, để mà kiểm tra coi bạn nào đoán trúng thì mình sẽ trao giải ha. Đó, chỉ vậy thôi ha. Các bạn cứ yên tâm đi ha, cứ mỗi mà các bạn có thể chưa trúng vào đợt này thì có thể tham gia vào đợt sau ha. Bởi vì cứ khoảng 1.000 thành viên mới, có khoảng 1.000 thành viên mới đăng ký thì mình sẽ làm một cái event như vậy ha. Cho nên là rất nhiều cơ hội để chúng ta tham gia ha, chúng ta chơi ha. Các bạn mà chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh để mình tham gia luôn ha. Rất là nhiều dịp để chúng ta giao lưu và chơi với nhau ha. Chỉ là một trò chơi cho vui thôi ha các bạn ha. Nếu mà thắng thì may mắn mình sẽ có quà ha. Còn nếu như không may mắn thì mình vẫn có cơ hội để tham gia lần sau ha. Đó, phần quà lần này sẽ là dễ nhất gỗ chắc chặt 5.5 ha. Dễ nhì là gỗ me chặt 8. Dễ ba là cây hồng bì chặt 7.5 ha. Rồi, ok. Đó. Bởi vì là cứ mỗi 1.000 thành viên thì mình sẽ làm event một lần, cho nên là các bạn có thể chia sẻ
có thể chia sẻ clip cho mọi người cùng cùng tham gia, mọi người cùng đăng ký. Như vậy thì sẽ rất là nhanh để mà mình có event mới mình chơi tiếp ha. Đó. Bạn đón ba số cuối ha. Rồi ghi bình luận bên dưới ha. Chỉ cho các bạn bình luận thì chỉ để lại ba số thôi ha. Các bạn đừng hỏi vì hỏi về điều gì ở trong cái clip này nha. Các bạn hỏi mình cũng không có trả lời đâu ha. Các bạn chỉ để lại bình luận ba số thôi, dự đoán ba con số cuối tờ tiền thôi ha. Ba con số bất kỳ ha. Ví dụ 000 hoặc là 010, thí dụ vậy ha. Các bạn bình luận lại ba con số ở phía dưới và mỗi bạn chỉ bình luận một lần thôi nha. Mỗi bạn chỉ được chọn một lần thôi ha. Ok. Là các bạn đã hiểu luật chơi rồi ha. Mình sẽ nhớ tên của các bạn ha. Những bạn nào đã bình luận rồi thì mình sẽ like vào cái bình luận của các bạn. Mình sẽ like vào để các bạn biết là mình đã xem rồi ha. Các bạn nào mà bình luận hai lần là mình nhìn thấy cái tên quen thuộc là mình biết ha. Là dù cho các bạn có trúng thì mình cũng sẽ không trao giải đâu ha. Các bạn biết luật chơi rồi ha. Luật chơi là chỉ là vui thôi ha. Cho nên là mình đừng cố tình mà chơi gian dối ha. Như vậy là không hay ha. Ok ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha. Tham gia ngay nha, đăng ký ngay nha. Rồi cảm ơn các bạn ha.